Em quay video test máy cho mình anh nhé. Ngoại hình của máy đấy ạ, tổng thể máy còn rất là đẹp luôn ạ. Đây là mặt trước của máy ạ. Các cạnh của máy đấy ạ, không có bị va đập hay là cần móc gì cả anh nhé. Các cạnh của máy đấy ạ, còn rất là đẹp luôn ạ. Mặt sau của máy ạ, mặt sau cũng còn khá là đẹp luôn anh nhé. Chiếc này em chọn cho mình là chiếc ngoại hình đẹp nhất đấy ạ. Em test các chức năng cơ bản của máy cho mình ạ. Em test camera cho mình ạ. Đây là cam của máy, khá là nét luôn anh nhé. Em test mic cho mình ạ. Alo 1 2 3 4. Alo 1 2 3 4. Mic thu lại anh nhé. Em test bàn phím cho mình ạ. Những phím hiện trạng trên màn hình là những phím có trên bộ bàn phím ạ. Những phím bên này trên bàn phím không có, nó sẽ không hiện ạ. Phím ok hết rồi đấy ạ. Ổ cứng 128GB đấy ạ. Em đang để là một ổ, mình muốn chia làm mấy ổ shop sẽ chia cho mình ạ. Loa của máy đấy ạ, rất là to và hay ạ. ID của máy ạ, máy cảm ứng xoay đập 360 độ ạ.